Dạ kính thưa tất cả quý bà con trong nước cũng như ngoài nước, hôm nay thì Lâm Thanh Sài Gòn cũng xuống để ghé thăm trường hợp của bà cụ bán bánh cam. Mà như lời bà kể là bà đang ở với một đứa cháu nội bị bệnh bú cổ, thì hôm nay Lâm Thanh Sài Gòn cũng muốn xuống tận nơi để tìm hiểu hoàn cảnh của cụ như thế nào. Để mời quý bà con cùng Lâm Thanh Sài Gòn chia sẻ với bà cụ này qua cái câu chuyện của bà như thế nào nhé. Dạ con chào bà. Bà cho con hỏi là cái nhà đây là như thế nào đấy bà? Nhà đây nhà mướn Dạ. vào đây ở mười mấy năm mà mướn không à, Dạ. Hiện bây giờ bà đang ở đây với ai? ở dưới hận trái Úc. Dạ. Trai út của bà cũng ở chung như bà luôn hả? Nó cũng đi Dạ. bán bánh cam vậy. Dạ. Tiền nhà thì tháng 2 triệu thì mẹ 1 triệu con 1 triệu Là chia ra đó hả? chia ra, còn tiền điện 300 thì mẹ chăm giữ con chăm giữ. Dạ. Là con bé này là sao? Bé này thì con của nó mà nó không có nuôi, tôi nuôi từ nào giờ. Mà hiện bây giờ cha mẹ nó vẫn ở chung ở nhà đây mà. Là cũng vẫn ở chung. Cha mẹ bé này vẫn còn còn ở trong cái căn nhà này với bà luôn đúng không? Mẹ nó ở ngang trăm đó đó, Dạ. tôi ở ngoài ngân này Dạ. Mà sao là không không nuôi con là vô lý vậy? đã, nó nói nó không có nuôi, nó bỏ hồi nào tới giờ là học cấp ở riêng, là từ giờ đi thấy nhà bự đâu, mẹ con cha ở chung. Dạ. Trước Trước là ở đâu? Trước bà ở đâu? mướn dưới đại điện Dạ. thì vòng vòng đây lên những bước rồi này kia. Dạ. Rồi giờ là hai mẹ con là nhập lại ở chung cái nhà này. Rồi anh đó làm cái việc gì? Nó thì nó bằng đêm thì nó đứt chiên bánh cho vợ nó với con nó đi ba Yeah. Bé này là anh ở với bà luôn hay sao? ở với tôi từ nào giờ Yeah. năm Đây là nó giờ mến bà đã ở chứ, nó mến bà đã ở chung với bà chứ. không phải nó bỏ rồi tôi nuôi đi đâu dắt theo đó vậy đó. Về quê cũng đi về quê với tôi mà đi qua bên mặt hai nó cũng đi tôi vậy, có Yeah. hai bà cháu không Yeah. chứ nó không có ngàn gì tới đâu. Yeah. Bệnh nằm đây, nó bệnh nằm đây nè, từ cha tới mẹ không ai hỏi han gì chứ. Sao kỳ vậy? Rồi đã nó nói nó không nuôi nó con, không có phải con của nó. Chứ người người mẹ sinh ra mà sao không phải con được? Mà nó nói với người ta vậy, nói nó không có đứa con này. Không Dạ con phải, bé nhỏ này là bé nhỏ này là con, nó cưng như trứng mầm. Dạ. Ba đứa kia nó cưng lắm, mặc cho có con nhỏ này. Dạ. Lắm lúc tôi giận tôi buồn quá, tôi giận tôi chửi nói, trời ơi thôi má ơi, má chở lên đây má trả nghiệp nhiêu đó đủ rồi, thôi má chở gì dữ đi. Tôi giận tôi buồn quá tôi chửi. Dạ. Nó lên nó trả nghiệp. Lâu bé đây có được đi học gì không? Không có học chứ không biết chữ nào. À. Bốn đứa con nó từ lớn nó nhỏ thằng lớn bữa nay 13 tuổi không biết chữ. Dạ. Rồi bé đây nay bao nhiêu tuổi rồi? Con bao nhiêu tuổi rồi con? 9 tuổi Đâu nói hả? chuyện tử tế rồi bà nghe. Trước giờ cũng chưa có đứa nào đi học luôn. Chưa có đứa nào đi học rồi chứ. Dạ. Có cái tranh cái bọng gì đâu. Dạ. Là bà được mấy người cháu cháu nội? Tám đứa cháu nội 8 người cháu nội. nhà Là ở đây được mấy đứa, còn ở đâu ở nữa? đây 4 đứa Bình Dương, 4 đứa Dạ, là người nào ở Bình Dương, người lớn ở Bình Dương đứa hả? hai ở Bình Dương Dạ, còn anh nhỏ này là ở đây với bà. nhà hồi Dạ. đó thằng lớn ở cũng lên đây, ba mẹ con chúng ở đây nè, rồi cái vợ nó thiếu nợ người ta quá đi rồi nó mới trốn đi Bình Dương, Dạ. nó bảo giờ mẹ con chia cách vậy chứ Dạ. ở với thằng đó không đến đời. Rồi bà làm bánh ở khu vực nào? Mình ở trong đó Dạ cho con xem thử, cho con xem qua cái chỗ khu vực bà làm bánh thử. Thưa quý vị là đây là cái căn nhà, đây là cô với là người con của cô là thuê ở chứ không phải là một mình cô nghe. Và tiền phòng
thì chia đều. Đây là khu vực bà làm bánh đó hả? Chỗ cô làm bánh này. Yeah. Ăn dầu rồi. Yeah. Cũng không không gian cũng thoáng mát đó bà ha. Yeah. Sau cũng có cửa sau đồ nè, thoáng mát đấy. Ra mà ở sau giờ đóng bể chờ biểu nó sửa là nó không sửa. Yeah. Bà ăn uống gì chưa? Chưa, nãy đói bụng rồi mua ổ bánh mì ăn rồi. Yeah. Ăn rồi uống thuốc rồi, chưa nấu cơm. Yeah. Bé là trước giờ con có được đi học hay không? Nói chỗ cũng nghe lắc đầu. Không hả? Con thích đi học không? Không thích đi học luôn. Con có mấy anh chị em? Mấy anh chị em à? Mấy đâu mà đếm mà. Bốn. Không biết đếm luôn hả? Không biết. Hôm đó nó đi bán với tôi cũng đi chỗ qua chú quay phim nè. Cái nó đậu nó bán, chú biết bán cái nhiều không? 6 cái 10 ngàn. Dạ. Trời, mà cái mặt tiền nó trên, câu tôi bỏ nhà. Là cũng đi bán rồi đó, mà bán là bán lỗ luôn đó. Ừ, cũng đi bán luôn. Mà ông nội nào đó mua nấy nhỏ 6 mấy cái trả 10 ngàn mà. Dạ. Thôi lên đi bà, lên đi bà. Dạ. Cái nhà đây bà thuê lâu chưa? Đây cũng 2 năm mấy rồi. Ở đây 2 năm mấy rồi. Yeah. Là con của bà là ở chung với bà là từ lúc đó luôn. Dạ. Yeah. Yeah. Giờ tính bỏ cái nhà này đi lợn kia tôi mướn mà. Thấy chỗ này nó vắng vẻ, dụng nít này nó đông rồi nó ra làng rồi. Để xuống chú hư. Yeah. Vợ nó cũng đi bán cam như tôi vậy đó. Dạ, yeah, đi bán cam. Vợ nó đi đậu bờ đậu bộ đi đường Quỳnh Đắc Lắc á. Dạ. Còn cái thằng bé này thì nó bán cũng ngày qua chỗ đó đó mà đường lộ ngoài chỗ huyện đó. À, là có thằng cháu nội đi bán luôn hả? Còn thằng bé đó nó ngồi chỗ quán cà phê chỗ huyện không á. Dạ. Nói chung là bà với là con trai của bà với là cháu nội của bà luôn là ba người đi bán. Dạ. Yeah. Đi bán bánh cam hết. Dạ. Cái gì đây vậy? Vợ nó đậu bánh cam đi bán đó. Cũng đi bán bánh cam luôn hả? Dạ, yeah, còn thằng chồng thì nó bằng đêm thức nó chiên rồi bằng ngày nó ở nhà giữ con bé. Dạ. Yeah. Đêm là thức chiên bánh cam. Dạ. Yeah. Bằng ngày là ở nhà là giữ con bé đó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì con nghĩ là con bé này dù sao nó cũng ở chung với ba mẹ nó thì nó là cái chuyện mà không chăm sóc thì thấy cũng tội bé quá. Thì đó nó không có chăm sóc gì chứ, nó không ngó ngàng gì chứ. Yeah. Đó giờ tôi nói mà chú không tin chú ra ngoài chỗ cái quán nước đó đó. Yeah. Chú hỏi hết đi, nếu mà có sai chặt cứ Việt Nam tôi bắn bỏ nói ừ bà già mới giận. Yeah. Giờ chú quay kìa cũng tội bé ha. Ừ. Rồi con ăn ở đây với nội lâu chưa? Lâu chưa không nói chú nghe coi. Không biết nữa. Chú khùng không biết luôn hả? Tao ngồi đừng có nằm ngồi vậy nói chuyện nha mà. Ban đầu tôi nói mấy đứa ở ngoài chỗ đó đâu có tin đâu. Nói yeah. Trời ơi dầu gì con tao không lẽ tao bỏ. Yeah. Đó là đó mướn nhà ở gần thời gian nó thấy nó mới biết. Yeah. Nó biết bỏ không bỏ. Là mấy đứa cháu là không được đứa nào đi học luôn hả sao? Không có đứa nào đi học, như thằng kia bên kia bốn đứa còn không có đứa nào đi học. Yeah. Vô cái trơn, có đứa nào có xanh cái bọng gì trơn. Tới làm được thì lớn cái trơn. Yeah. Tội hề. Rồi một tuần bà đi bán mấy ngày? Từng đi bán 5 ngày có, 6 ngày có. Bữa nào mệt thì 5 ngày. Yeah. Nào khỏe thì đi 6 ngày, thứ hai đi tới chưa thứ bảy nghỉ thì được. Yeah. 6 ngày. Như mấy ngày này bệnh đi bán 5 ngày. Yeah. Chủ nhật là ở nhà nghỉ đó hả? Dạ, chủ nhật không có ông Ngân chứ không có học sinh. Dạ. Yeah. Thôi này, hôm nay con cũng đi xuống, con cũng thăm cái hoàn cảnh của bà. Thì yeah. Cũng có một cô tên Thủy, cô cũng gửi cho bà cái số tiền là 500 ngàn. Thì con cũng chia sẻ cho bà nghe. Dạ. Yeah.
Cô Thủy này, cô qua cô thấy cái phim của cô đó, thì cô nói thôi cho cô gửi cho bà số tiền 500, thì con cũng cũng xin phép là để gửi lại cho bà. Thì hôm nay con xuống cũng gửi cho bà cái số tiền của cô Thủy là bà cầm giùm con. Thì đây là cái số tiền của cô Thủy gửi cho bà nhé, cái số tiền là 500.000. Cô cũng cảm ơn cô Thủy giúp đỡ cho cô 500 ngàn để mua thuốc uống trong lúc bệnh hoạn này. Cô cảm ơn cô Thủy rất nhiều. Cảm ơn con rất nhiều, hai con luôn. Còn con bé này là ở với bà đây, cái hàng xóm là biết rõ không? Đều biết hết trơn, chú ra hỏi ngoài đó. Nói ngay ở đây thì người ta bị mở lợi, người ta có rành. Đó, ông mày chồng đó đó, chú hỏi đi. Nếu mà người ta nói họ tôi nói sai á, cho chú giữ tôi giờ cũng được, không bao giờ. Hồi đó, mới đầu tôi nói, nó ngoài đâu có tin. Rồi lợi đó mướn nhà ở gần đó. Rồi cái nó mới thấy, nó biết. Nó mới biết cái hoàn cảnh con bé này. Và tôi nói Như hôm qua là hôm qua đó, hôm qua con cứ nghĩ là hai bà cháu thuê phòng riêng ở thôi chứ không nghĩ là ở chung. có nó qua tôi cũng nói ở chung mà nó ở căn căn tâm tôi ở căn ngoài Thế hả? Chắc là hôm qua con nghe không rõ. Nói chung là phần ai nấy phần đó. thì có ai cái phần của ai nấy ấy vậy đó, điều tấu chiên bánh gì chung vô chiên cho mẹ con chiên chung vậy, bú tổ nó nè cứng ngắc à. Ăn không được, nó ăn cá ăn thịt trộn có được đâu, nó ăn cơm mà có canh nên ăn đường che Thế hả? bận ăn không được ông nhôm ông đây này nè nè nó như cục đá vậy. À đây đây đây, ngay đây này. Có đi khám hồi trước thì có đi khám bác sĩ. Có đi nhi đồng rồi, Có đi rồi nhi nó đồng nói rồi. là chừng nào ửng đỏ hay đi mổ, sao tới giờ không thấy đỏ gì chứ, mấy năm nay rồi nè. Con đây là sao đó, cha mẹ bỏ không nuôi hết rồi chứ. Nuôi nó không đậu ký không à, nó cũng ở nhà nó không thèm ngó tới gì cho nuôi bán, thấy vậy cào chọc luôn. Là mới ra tắt lại đó hả? Mở ra tập lại đó, tôi nói chú chà chà chào lớp nó đeo lên che tóc, lớp nó ghim vô chân tóc, ô ai mà ngó ngàng tới, tôi nói nó không có ngó tới. Thôi mọi người mọi số ráng coi ha, ráng vài bữa bà nội bà truyền bánh cho con bán. Đẹp Nghe chứ mà không đâu, hiểu. đẹp chứ đâu phải xấu đâu. Nghe mà không hiểu gì đúng Khùng chết tâm lơ trí lắc. không? Rồi bé có phụ bà đi bán nữa hả? Sao? Đi bán bờ cháu cái 10.000. Ôi trời ơi. Tôi còn nghĩ à. Ông nội nào đâu, ông mua ông nhỏ 5 6 cái bánh, ông đưa có 10.000 bạc. Bây Thường giờ đòi thường thường là 6 cái nó bán 30.000 đó. dạ 6 cái 30, bây giờ đòi đi bán nữa tôi đâu có cho chở gì nổi nữa. Là bà vừa chở bé này Tàu ô rồi rồi vừa chở bánh hay sao? dạ hồi mấy năm trước tôi chở, hầu năm rồi thôi tôi chở con bé đó đó, như con nhỏ này hai đứa là chở ở chậu mầm bánh ở trước mầm bánh. Bây giờ bệnh hoạn rồi chở hết nổi. Con bao nhiêu tuổi đâu? 14 tuổi rồi hả? Con có đi học không? Không, ngồi nói chuyện với bác đàng hoàng mà. Trước kia không đi luôn hả? Rồi con bé gái này là sao? Bé gái này là sao của con? Bé gái này là sao của con? Đâu? Bé gái ngồi với nội nè. Em gì? Em ruột. Em ruột luôn hả? Mà sao em ruột mà ba mẹ không nuôi là sao? Đâu biết đâu. Luôn cả chị em nó cũng không có thương nó nữa, thằng này cũng không thương mà con kia cũng không thương, Trời ơi, đó sao hỏi khổ có phải không, tôi nói dâm nổ vậy đó. vậy? Thế con bán bánh cái khu vực Nhà Bè đúng không? Bán cho bà Băng. Chú thấy con quen quen là con, giờ con bé gái thích đi bán bánh với nội nữa không? Thích à?
bán sáu trái 10 ngàn. Vô không? Nó đòi đi bán hoài mà tôi chở không có nổi. Yeah. Tôi tính chở nó qua một chỗ qua tôi ngồi đó, đợi cho nó ngồi đó nó bán. Yeah. Mà chở không nổi. Đi tà, đi đò, đi bỏng đồ này kia, ăn uống nước nâu đồ này kia, giờ cũng còn được trăm ngoài nha. Dạ. Chung là chi phí tất cả ngày còn được hơn trăm đó. Dạ. Dạ. Bà không dám ăn cơm, ăn bún. Dạ. Yeah. Ăn bún là ăn, ăn ngoài hay sao? Ăn ngoài. Dạ. Yeah. Có khi bữa nào từ thiện cho thì mình khỏi trúng tiền. Dạ. Yeah. Nhưng qua bánh mì cho lũ cũ. Dạ yeah, thế hả? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ hôm nay thì cô cũng xuống để mà thay với hoàn cảnh của bà như thế nào. Và cô cũng thay mặt cô Thủy gửi đến cho bà 500. Dạ thì chắc bây giờ là con cũng chắc cũng xin phép về lại Sài Gòn. À, trước khi ấy thì con chúc bà với cả gia đình sức khỏe bà nghe. Dạ. Dạ dạ, chắc là con cũng xin tất cả quý bà con là cho kết thúc clip ở đây. À, kính chúc tất cả quý bà con trong nước cũng như ngoài nước là chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye quý vị nha.